Good morning, good morning. Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một cuối tuần thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình, nhất là gặt hái được nhiều thành công, sức khỏe dồi dào. Có sức khỏe thì chúng ta làm được tất cả mọi việc, phải không quý vị ha? Vâng, trước khi đi làm, Cali Sài Gòn lên đây chia sẻ về cập nhật những tin tức xung quanh cuộc sống Mỹ như thế nào cùng với quý vị. Xin mời quý vị một ly cà phê. Kính thưa quý vị, hôm qua, ngày 5 tháng 11 năm 2022, một lịch sử nữa về vé số tại Mỹ gồm 3 tiểu bang là California, Florida và Arizona đã đạt được cột mốc là 1 tỷ 6. Và sổ số chúng đó là những con số như thế nào? Đó là số 28, 45, 53, 56, 69 và con số Powerball, con số quan trọng nhất là con số 20. Đây là 6 số. Và người trúng là không có ai trúng hết. Wow. Như vậy là liên tục những ngày qua, cái giá trị tỷ giá của nhiều người mua thì giá trị sẽ tăng lên dần. Và cho đến bây giờ vẫn là chưa có người trúng hết. Và người ta ước tính rằng giải độc đắc Powerball lớn nhất lịch sử sẽ chạm mốc vào 1,9 tỷ đô la. Đây là con số kinh hoàng nhất. Ghê gớm chưa quý vị? Nếu mà gần 2 tỷ, nếu mà chi ra tiền Việt Nam thì nhiêu quý vị? Rằng 50.000 tỷ đồng. Ghê gớm chưa? 50.000 tỷ đồng quý vị, tưởng tượng được con số, quý vị cứ đếm tờ một khoảng cỡ mệnh giá 100.000 để quý vị đếm đi. Đếm chắc tôi nghĩ quý vị đếm cả đời cũng không hết luôn nữa. Rồi, nếu mà lần này vào ngày 7 tháng 11 sẽ tiếp tục sổ nữa. Và người ta ước tính rằng sẽ lên đến 1,9 tỷ đô la. Và nếu quý vị không lấy 20 năm, quý vị chỉ lấy một lần sau khi trừ thuế rồi, quý vị sẽ đem về được khoảng cỡ 929,1 triệu đô. Có nghĩa là quý vị đem về gần 1 tỷ đồng. Đài ABC News dẫn lời của công ty Powerball, họ sẽ tiếp tục quay số lần này và cái sổ số sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11. Người Việt Nam chúng ta ơi, nên chung tay mua vé số một chút xíu. Chúng ta không phải là mua nhiều, mua chừng 10 đồng, 20 đồng thôi cũng được rồi, phải quý vị ha, chứ không phải mà cắm đầu vô mua nha. Thứ nhất là kiến thức quốc gia, thứ hai nữa là quý vị trúng rồi, quý vị có tiền, quý vị sẽ làm được rất nhiều chuyện cho xã hội, giúp là cho gia đình nè, cho người nghèo nè ở Mỹ, tại vì nước Mỹ cu mang mình cũng phải trả ơn họ, rồi sau đó mình về nơi quê cha đất mẹ rồi mới giúp đỡ dân nghèo ở đó. Tại vì ở Việt Nam mình người nghèo rất nhiều lắm, không có bị ha, ở nơi đâu cũng có người nghèo, nói đại gia chứ thật ra đồng ý đại gia thì nhiều. Nhiều khi họ chơi còn hơn là Việt Kiều, dĩ nhiên, nhưng mà cái con số nó đếm như đầu ngón tay. Còn Việt Kiều này á thì quý vị nghĩ coi, người ta đi làm công nhân bình thường thôi, công nhân lương bình thường, lương thấp nhất á, người ta cũng có đủ tiền mua vé máy bay để đi về Việt Nam chơi, đi này kia nọ. Còn mà công nhân Việt Nam mà lương công nhân bình thường á, không có dám đâu, không có mơ ước mà được qua Mỹ hay đi du lịch châu Âu đâu, không dám đâu, chuyện đó đâu, đó là xa xỉ lắm rồi, phải quý vị ha. Vâng, thì theo như đài ABC của Mỹ đã nói rằng nếu mà người nào trúng vé số kỳ này á, sẽ ẵm về trọn cái số tiền một lần là 929,1 triệu đô. Và Cali đọc lại cái số vừa rồi, quý vị coi có nhầm không ha. Quý vị nào có mua Powerball á, là số 28, 45, số 53, 56 và 69, và con số quan trọng quyết định con Powerball đó là con số 20. Tuy nhiên giải này chưa thuộc về ai. Em chưa thuộc về anh. Có lẽ lần tới nữa em sẽ thuộc về anh. Kính thưa quý vị, các cơ quan
Sổ số cho biết giá trị giải độc đắc Powerball lên đến mức kỷ lục sau 39 lần quay liên tiếp. Như vậy là người ta đã quay 39 lần rồi và không có người nào trúng hết. Người trúng giải độc đắc Powerball gần đây nhất là ở tiểu bang Pennsylvania vào ngày 3 tháng 8. Nếu có người trúng giải độc đắc trị giá 1,9 đô la trong lần quay ngày 7 tháng 11, đây sẽ là giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử sổ số của Mỹ, vượt qua giải độc đắc Powerball trị giá khoảng 1 tỷ 586 triệu hồi năm 2016. Quý vị ở Việt Nam á, cũng mua vé số bên Mỹ đó nha. Tôi có nghe vài người bạn kể lại rằng là họ nghe được tin tức cái số của Mỹ này, cái giá trị của vé số lên quá, thì bà con mới gửi tiền qua bên đây. Không cần gửi tiền nữa, tại vì người ta đại gia mở nên người ta kêu cầu mấy đứa em bên đây mua giùm ta, bỏ ra 100 đô mua đại. Đối với những đại gia giàu giàu thì 100 đô không là gì đâu, 2 triệu rưỡi không là gì đâu, thì bên đây người ta mua giùm. Còn trúng có chi hay không, cái chuyện đó hãy hạ hội phân giải. Quý vị biết không, cũng biết mà không. Lúc mà nghèo á thì thật thà lương thiện lắm. Cái này không phải là mình rầu trước đón sau, nhưng mà sự thật nó xảy ra rất nhiều về cái những tấm vé số trúng tại Việt Nam. Chúng ta đã cũng từng thấy những vụ thưa kiện, như là cái vụ mà cái ông nào mà không đọc chữ được, không biết chữ mà được gia đình nào cua mang lên Sài Gòn, ông đó mua 10 tấm vé số đó, rồi sau đó trúng rồi cái không đưa tiền cho ông đó, rồi ông đó vẫn làm công chỗ đó, rồi có một người nào thương lòng, một người phụ nữ nào đó ở dưới miền Tây thương cái đâm đơn kiện giùm, rồi lấy được lại một số tiền, rồi về nhà bà này chăn trâu này kia nó ở, rồi bà này bà cũng giếm luôn đó, rồi cứ kiện ra thì kiện lại nữa. Ta là cái số giá số nó hệ lụy nhiều lắm. Lúc nghèo ai cũng thật thà, hoặc là lúc không có tiền ai cũng chính nghĩa hết. Nhưng mà khi có tiền chạm cái mốc mà số lên bạc tỷ 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 rồi, thì người ta trổ lòng tham. Kính thưa quý vị, mặc dầu không có người trúng giải độc đắc trong lần quay số giữa tuần trước là hơn 7,2 triệu vé đã trúng giải tiền mặt với tổng giá trị là 74,9 triệu đô la. Có nghĩa là người ta bán ra với 7 triệu 2 và chúng là cái giá trị là 74 triệu. Có nghĩa là chúng mấy cái giải an ủi, giải này, giải kia, giải nọ, nhà hàng người ta chúng 3 con của 12, chúng 4 con, 5 con, hoặc là chúng này kia nọ đó. Còn tỷ lệ trúng giải độc đắc là người ta tính là quý vị mua một tấm á, thì quý vị sẽ cái xác suất của quý vị sẽ là 292 triệu. Phải nói là người nào mà phải nói là tới số lắm, quên kêu bằng là may mắn lắm á, tại vì quý vị phải đấu hơn gần 300 triệu người quý vị mới trúng được tấm vé số đó. Thôi kệ, đây giống như là một trò chơi đi, trúng thì trời cho không quý vị ha. Powerball cho biết người trúng giải độc đắc có thể nhận tiền dưới dạng tiền mặt một lần hoặc là 30 năm. Ủa kỳ này đổi lại 30 năm rồi hả ta? Hay là cái giải khác mình nghe là 20 năm. Lần thanh toán hàng năm trong 29 năm. Cả hai lựa chọn giải thưởng trên đều không bao gồm thuế liên bang và khu vực pháp lý. Như vậy quý vị có thể là lựa chọn lãnh một lần hoặc là 30 năm. Mỗi vé Powerball có giá trị là 2 đô la. 2 đô la ở Việt Nam là 25 ngàn một đô, thì khoảng cỡ 50 ngàn một vé. Được bán ở 45 tiểu bang, thủ đô Washington DC, vùng lãnh thổ Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc của Mỹ. Mỹ nó có nhiều cái thuộc địa đúng không quý vị? Cũng giống như là họ bán ở cái Puerto Rico này, nó không phải là một trong tiểu bang của Mỹ nhưng mà nó cũng là thuộc địa của Mỹ. Mình cũng mới biết được cái vụ mà mình ở đây lâu chứ nhiều khi mình không có đi travel, không đi chơi, cũng không có biết nhiều. Vì ở Mỹ này có cái đảo gọi là Virgin Island, là đảo Trinh Nguyên. Virgin là còn Trinh, đảo Trinh Nguyên, mà cái đảo giống như là còn hoang sơ lắm, ít có khai thác này kia nọ.
Một lần mình coi YouTube có một YouTuber là cơm hến, hội cơm hến vậy đó. Quay ở đó cho mình coi, rất là hoang sơ và có nhiều trái cây lắm, như là nhãn ha, xoài ha, cóc, nhiều trái cây, loại trái cây mà nó mọc khoang ở dưới đường á. Rồi cái mấy người này đi lái xe đi ngang hái vậy thôi à. Nước Mỹ rộng lớn lắm quý vị. Quý vị tưởng tượng đi, nếu mà bỏ ra 50.000 trúng một vé số mà 50.000 tỷ đồng, kinh hoàng ha. Ở Việt Nam cái vé số quý vị trúng một vé số, hai vé số không có sống hết kiếp được. Nhưng ở Mỹ này mà chúng giải vào rọc đắt một cái là mấy đời cũng không hết tiền luôn nữa. Và chúng ta tiếp tục. Các lần quay số Powerball được phát sóng trực tiếp vào thứ hai, thứ tư, thứ bảy vào lúc 22 giờ 59 phút tối từ quay sổ số ở Florida và thành phố là Tallahassee, cũng như phát trực tuyến tại trang web Powerball.com. Họ quay trực tiếp vé số trên màn truyền hình để chúng ta coi, để không có bị gian lận. Nếu mà quý vị trúng vé số kỳ này sẽ làm gì này? Cũng như mình nói, trúng vé số mình đi về Việt Nam, mình sau khi mình phân chia tài sản bên đây một chút xíu nào ha, rồi chúng ta giúp đỡ gia đình, cha mẹ, nội ngoại, hai bên, anh em, rồi thân thuộc, rồi chúng ta làm từ thiện ở bên Mỹ này để trải lòng với chúng ta, chia sẻ ha, chia sẻ tình yêu thương. Rồi về Việt Nam, lại những cái khu mà công nhân mà nghèo khổ ở dưới, ở miền Tây lên miền Bắc, miền Trung đồ vô á, có nhiều mình coi cái YouTube mình thấy có nhiều cái chỗ khu công nghiệp, khu chế xuất Bình Dương, quận 8, quận 9 đồ á, thấy nhiều lắm. Người ta ở những cái căn trọ nó hẹp mà nó bẩn thỉu, nó không được sạch sẽ và thoáng mát. Thì mình cũng có ước nguyện chẳng hạn như là mình xây một cái chung cư mấy trăm cái phòng trọ vậy á. Nếu thì mình xây càng nhiều càng tốt à, rồi khang trang, rộng rãi hơn một chút xíu, rộng rãi hơn cái gấp đôi của những cái phòng trọ ở bây giờ, để cho công nhân ở xa xứ người ta ở cho nó thoải mái chút xíu, có sức khỏe. Tại vì người ta đi làm xa, mình là những đứa con xa xứ, phải không? Thử ra mình ở sống nước ngoài, mình biết mới qua Mỹ này rất là cực khổ. Mình từng làm rửa chén nè, rồi mình đi cắt cỏ nè, đi hút phân chó nè, mình làm đủ thứ chuyện như lúc mới qua Mỹ. Thực ra mình hiểu lắm. Cho nên những người xa xứ họ dễ mũi lòng, nhất là những dịp lễ, dịp Tết. Thực ra mình làm được những cái đó, mình hy vọng rằng mình chia sẻ được cái nỗi khổ cực của công nhân. Rồi tiền trọ chừng mình lấy chừng 500 ngàn được rồi. 500 ngàn một cái phòng trọ. Dĩ nhiên là quý vị sẽ hỏi rằng trời ơi, mấy chục ngàn tỷ lấy tiền trọ làm chi nữa. Cái gì cũng phải có trách nhiệm. Mình ở mình phải có trách nhiệm, mình làm mình phải có trách nhiệm. Với là cái 500 ngàn cũng không phải là cái số lớn. Mình lấy số tiền đó để mình mướn bảo vệ, là mướn người phụ dọn rác, quét rác, hay người coi chừng cái khu vực đó, tại có cổng đi ra đi vào. Đó, bảo vệ 24/24 để cho những người công nhân nó ở yên tâm. Rồi cái 500 ngàn đó mình chi phí trong cái phòng trọ đó thôi. Đó, có ví dụ mình có khả năng thì mình làm nhiều hơn. Đắp đường, xây cầu để cho người ta đi là tới dễ dàng. Dĩ nhiên là phải xin phép chính quyền ở bên đó rồi, chứ không phải là cơ cơ làm được đâu. Chỉ là mơ ước vậy thôi, mà không biết có được hay không. Với là mình về nơi Việt Nam chỗ mà mình chôn nhau cắt rúng, mình làm những chuyện gì hữu ích xã hội ở chỗ đó. Nhất là quý vị biết không, ở nơi đông gì, trường học cho con em tiểu học á, cha mẹ dẫn nó đi học gần gần nhà thì dễ. Trường học, cái chợ và cái trạm y tế, giống như mình không dám mơ ước là có đó mình cũng xây được bệnh viện rồi, số tiền đó bệnh viện là easy rồi quý vị ha. Chỗ nào cũng vậy, cái người dân người ta cần thiết nhất là cái chợ, cái trường học cho con em và cái bệnh viện, ba cái đó gần nhau là cái chỗ đó khu dân cư nó tấp nập liền. Vâng, một buổi sáng cùng với quý vị chia sẻ về thông tin vé số Powerball, và mong rằng đâu đó một người Việt mình ở nước Mỹ này sẽ trúng tấm vé số này và làm nhiều việc hữu ích cho xã hội. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau.